bên phe sáu bào gì từ lưa đó không mất dạy không đồ mất dạy mà lúc đó cô đang ngồi cô đổ kho ba 100 tô bún chai đó, cô đâu có đi theo ra làm gì, nó muốn nói gì nói sao bởi gì ra nói mình là bên phe bà sáu bào. Trời ơi tôi sống sao ở trên mạng ai cũng biết tôi là ở đây có đời nào tôi nhắc tới chuyện đó đâu. Cô lại đang nổi điên. Đang nổi điên nữa. Tại vì có những người không theo dõi em lên đây em vui em hát không à, chứ em không có làm gì hết. Nhưng mà em rất sợ là mấy chú, em thấy mấy cái ông mà ở trên Hoa Viên xuống thì vòng vòng đây em sợ tháo cái này lắm. Em nói thật sự luôn. Đó nên qua em thấy chú đứng đây nè. Mà không chi đau lại cái đoạn đó coi đúng không? Con qua có quay một khúc cái con thấy cô tự nhiên cái chữ gì à, bà sáu bào bảy gì. Đàn mình đâu, cô không có chửi. Không cái cô đó đó, cái cô mà cô nói á. Cái cô mà cô nói á. Coi cái khúc này nè. Thì cô đâu nói, cô không hề nói cái gì hết. Mà tự nhiên trên mạng giờ quay ngược lại quay xe nói em là binh bà sáu bào. Binh gì? Cái cô mà cô nói á là bà nào đó qua chữ gì. Ờ bả ra quả bả với cái thằng mặc áo xanh con két, áo thun con két đứng chữ tưng tánh quả luôn. Mà chữ tùm lum nó không thấy gì con bỏ đi luôn. Con người ta là con người bả là quá sân si luôn. Bả nói ai? Nói chung á là chuyện gia đình của ta thì để giải quyết đi, chửi làm gì tội mà. Mà tụi em ở đây á, nói mấy chú mà YouTube mới đây nè, chuyên môn cứ tới đào sâu cho ta kể. Còn mấy đứa cũ này là không bao giờ nó nói hết á. Tại vì em xuống đây nó tụi bay tao lại tụi bay nói luôn. Đây là còn những anh em chính nghĩa không à, quên chú vậy. Mấy anh em chính nghĩa không. Hôm nay nó đi rồi không có nó đây. Như á, Như qua nó tức các con nó nói vậy nè. Có con hả? Con quýnh bả đi cắt cú luôn á. Nó nói cô quậy rồi không? Cô lên chú đòi đập quá người ta là nó quậy. Cô nói là tụi quay là tao đập. Tao không cho quay. Thôi cái vụ lui được phản cảm. Đúng không? Vụ phản cảm đúng rồi. Ừ, cái đó con thấy không? Tự nhiên cô đã nói vậy rồi thôi đừng có quay đi. Bốn năm đứa xúm vô cô phải nói tụi bay quay nữa tao đập máy đúng không? Tao không cho quay là không quay, còn giờ đó tao cho quay quay thoải mái luôn. Để cho cộng đồng biết tao đâu có binh bà sáu bào gì đâu. Tự nhiên la làng lên bây giờ comment vô nói cô là binh bà sáu bào, cô mới điên lên, cô mới lên trở lại trên đây để cô nói nha. Cô là vui vẻ lắm, cô lên đây cô hát, cô hò, cô làm đủ thứ trò cho đổi màu không khí cho cười vui vẻ thôi, chứ còn cô đâu có cái kiểu mà lên đây cô để đi lên đây để vui chứ không phải lên để đây để kiếm chuyện của gia đình ta hả cô? Ừ, soi mói móc ra rồi đó nói đây không được ra kia la ông sầm chửi người không tốt thì thôi chị đi ra ngoài kia còn chửi quá trời luôn, con thấy con quan động con thấy không được rồi con đi ra chỗ khác luôn. Mà nếu như cái chú mà phó giám đốc chú không đứng đây đó chị là em cho bả nói luôn, em không có vô em khều bả đâu. Giờ mình dằn được là tốt mà em khều nói chị ơi đừng nói nữa, cái chú đứng kìa mà bả không nghe bả quay lại bả xỉ xỉ với mặt em. Chị có má em xỉ với mặt em thôi chứ ai xỉ làm đánh á. Thương anh tới đây đốt một nén nhang cầu nhang cho anh nhẹ nhàng siêu thoát. Sao mấy cô đó cũng cũng rồi mình có quay lại cái khúc đó coi, yêu cầu bà con quay lại hết cái khúc đó coi. Ai sân si đây để sân si ai sân si thì đâu 4-5 người là nghe lớn sân si dễ sợ luôn coi nhanh là chữ gia đình của sáu bào gì bảy gì em qua có em đúng không? Sáu bào bảy bào chữ người ta quá chừng luôn luôn thôi cô thấy gì cũng quay lại nó ai chửi ra chỗ khác luôn không quay nữa. Người ta có ăn ta cũng ăn của anh người ta chứ không ăn gia đình nhà bả. Không, đừng có làm giọng đó. Mà em là hồi đó tới giờ từ cách đây là gần cũng 2-3 tuần nay nè, luôn cả thằng Niêu luôn nè, luôn cả mấy đứa này nè, Thảo Nhi mà hãy nhắc tới gia đình bên đó là tụi nó thôi đừng có nói. Chính bé Thảo nè. Có hổm cái chú nào coi YouTube tên nói cái nó nói một câu à. Thôi khó đạo cô lon ba chuyện đó lắm, cô lon không có nói đâu, đừng có móc ra. Mà thiệt tôi không bao giờ tôi đụng hết. Có người ta để mình đi nói ra. Em nói chị thí dụ như bây giờ sung lên thầy nói nè. Rồi lỡ bà Sáu Nhung bà xuống đây một cái nè, gặp mặt bà nói chuyện sao đây? Thấy không? Người ta nói tiếng nói không mắc, tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái lội tiền ghê. Đó. Dạ. Đó. Nói không mắc tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chị quá sân si luôn. À chị biết không, tôi lên đây biết bao nhiêu lần chưa, còn chị không biết tôi biết chị lên mấy lần mà chị mắng xả tôi vậy hả? Thôi giờ cũng bớt giận đi cô. Thôi được rồi cô ơi, đừng giận nữa cô. Đừng giận, giận quá mau già cô ơi. Nếu mà bây giờ không mình chuyển đổi không khí ra hát đi. Tất cả những khán giả tới đây là đều thương nhất, một là cậu Linh, hai là tới Hồng Loan, người ta mới lên đây xa xôi từ Vũng Tàu đâu đâu ta cũng về đây hết, mình là gần nhất.
đó, thì mình lên hoài nó khác, còn người ta lâu lâu người ta mới tới, còn bây giờ mình cũng không biết bả ở đâu. Mà ba nói bả nè, cái này em gửi cho chị Tây Ninh nha, tôi cũng có nhỏ cháu Tây Ninh đó, ngày nào nó cũng gửi tiền mua bia mua thuốc mua uống cho chú hết á đó. Đó con mở dạ. Mình đó. Mình sống sao ta biết hết á chị, còn đó chị qua chị đối xử với tôi sao ta cũng biết hết á, tôi làm thấy mồ luôn hà. Chị đứng đây chị son sổn nó hồng ngọc rồi ông bà kêu nghe tiếng được tiếng mắt, rồi ông lại tưởng chị nói chuyện gia đình người ta, tôi sợ vậy tôi mới tới tôi khều chị, tôi kêu đừng nói nữa, chị quay lại chị xót vô mặt tôi. Thôi cô giờ bớt giận. Thôi giờ thôi bây giờ mình là thay đổi không khí. Ngày qua là ngày vui của cậu nên thử tôi không, tôi nhịn chị đó chứ không phải đâu. Ngồi chị ra đây nè, quất chị liền đó. Rồi bà kia cũng đòi quýnh chị luôn á. Dám à. Tao cho để chạy xuống nhà tao luôn nè, xuống chơi. Thôi bớt giận coi, bớt giận coi. Bây giờ mình thay đổi không khí đi cô ơi. Bây không giờ muốn mình, ôm sầm ở đây mình, ha. Mình hát đi qua duyên người ta xuống người ta nấy dạ, này kia tôi rồi, mới nhịn bả đó. Dạ đúng rồi. Sân si quá, lớn tuổi mà sân si con mẹ này chắc chuyên môn ăn hiếp chồng với con nè. Thôi giờ chửi chồng quen rồi ra đường ai cũng chửi. Cháu mình xong ca ăn bản đi cô ơi. Thay đổi không khí đi. Bớt giận đi. Hôm qua là giận quá. Tính mà nóng gì mà giận được, hôm qua là cái ngày hôm qua rất là hay. Hay á, hay. Hay cô qua là cô hay á. Ngày qua tao trợn mắt lên rồi đó, tao đập bàn rồi đó, tao nói thiệt tao. Đó tao mới xả vô mấy cái thằng quay phim tao nói tụi bay mà quay là tao đập điện thoại á. Đây cô ơi. Cô ngồi đây luôn chứ cô dí đâu rồi đó là có chuyện á. Cô giận cả chấm hết ha. Không. Mình phải tôn trọng cái ngày cúng cô chú. Có cỡ nào mình cũng phải dằn xuống. Dạ. Để hôm nay mình lên mình quay về mình nói cũng đâu có muộn đâu, đúng dạ, không? Đúng rồi. Không muộn tí nào, 10 năm trả thù chưa muộn. Dạ. Giờ ca một bản cô ơi. Mình thay đổi không khí đi. Ôi thì cái đám nó đứng đây chửi nè. Chửi quá trời chửi luôn. Qua cũng quay khúc. Cô Năm, bữa nay làm gì cô Năm tức chứ vậy? Hôm qua cô bị cái bà Tây Ninh bà chửi bà xỉ vào mặt cô chứ. Cô nói chị hồi đó giờ chỉ có má cô xỉ mặt cô thôi chứ còn ai xỉ cô đánh á. Con chó mà sĩ nó còn bị tạp cái tay á, đừng nói người. Thôi cô ơi bớt giận. Rồi tự nhiên cái mấy người mà ở trên mạng cái comment vô nói cô là bao bà gì? Binh bà sáu bào. Khoe bà sáu bào. Ơi, binh gì? Binh gì? Xưa giờ cô lên đây có đời nào cô nhắc tới gia đình ta không mà nói cô binh. Trời ơi. Cô Loan ơi, có chuyện nhờ kiếm. Cô nghe con. Đây như thành phố kia để là mắt à. Em hỏi đồ cho bò, ấy quên, phải bò cho gà, ít cho chó ăn hả thôi để chút cô về liền, cô đang náo động thiên cung trên đây nè. Trời, bây giờ thay đổi không khí đi. Cô ca đi. Cho nó đừng tức giận nữa. Để cho nó là ai. Chút điện nghe con. Rồi, ca đang giận sao ca. Thôi, giờ tự nhiên nổi điên lên ca. Thôi bây giờ đừng có mà hùng á cô đang sốc đâu nữa mà ca. Bây giờ ca rồi. Ai không biết cô Lon thôi chứ biết cô Lon rất là vui. Có đúng rồi. Cái cô đó con thấy rất là lạ luôn. Hình như là cô đó là đến đây giỏi lắm là một lần hai lần. Hung dữ dễ sợ luôn. Đó, mà không biết cái câu chuyện mà thay gì á, bả nói mà văng nước miếng vào mặt cô luôn á. Con nói cho cô Lon nghe nè, con không biết cái sự tình ở trong đây như thế nào nhưng mà con thấy mấy cô chú đi ra ngoài đó mà chữ gia đình của cô Sáu Bào gì bảy gì đó, bởi vì báo gì đó là cái đó là cái sai hoàn toàn luôn. Nói chung á là chuyện nhà của người ta, chuyện gia đình ta chưa biết ai đúng ai sai. Đây là con mà không chi mà cô tới mà cô la hay cô nói em cấm chị nói hay là cái gì á, cô nói nặng lời thì báo quay bả chửi cô. Cô chỉ khều nhẹ cô thôi. Chị đừng nói nữa, cái chú kia chú đứng ngoài kia kìa. Đừng nói nữa. Dạ. Mà quay qua cái đó, tôi nói gì, tôi thương Hồng Long, tôi nói gì. Trời cái miệng còn hơn bánh cá nữa. Tao báo quần áo, tao không bán cá. Dễ sợ luôn. Kẹo ngoài, kẹo khùng năm, bà đó, tới số 2 giờ đêm, cô mở ra, cô kéo lên, cô thấy bà đó đâu. Cô Bình, cô đi mới tức dữ vậy. Đi tiệm cho cô chai nước, cô uống nè. Không, có sữa đậu nành rồi. Có sữa. Cô mua đồ uống rồi. Lấy ra cho cô chai nước đi chứ Tiểu ơi. Hơi bị bực mình. Thảo đâu. Còn em nói chị nha, từ đây tới chị bỏ cái tật đó nha. Em gửi lời trên đây á. Nha, chị bỏ cái tật đó đi. Chị nói chuyện chị sĩ ai ngày hôm qua thì chị tu chính kiếp á, tôi mới gặp ngay ngày 100 ngày ổng đó chứ ngày người thường. Ở ngoài là chị chết chị với tôi á. Nói cho chị biết á. Tôi đánh người ta là đi cấp cứu không á, chịu nổi cước của tôi không? Không bày qua bà chỉ mà bà trợn lên nhìn thấy ghê lắm. Xong đó không phải chơi đâu nha. Có giỡn với tôi nha. Nhiều lắm rồi mà giỡn đâu. Con lúc kìa ở đây nãy bao giờ mất vàng gì kìa. Có để đâu. Chị có dạy vô đi, vấn đề này không có được rồi. Nữa sao mất vàng nữa là sao ai? Mất vàng. Quá trời quá đất rồi. Mất quái trời. Sao cứ vàng đó. À mà sáng giờ có. Giật mất ly thân đi. Người lạ vô không? Cái hết người này mất vàng, cái người kia mất vàng. Vàng vô phải giữ trong thân chứ để chi mà ngoài mà mất.
tự vàng đeo vô cho mình chứ vàng đâu bỏ hoài mất. Bởi vậy tào lao không nè, như vậy sao mất à, như con Năm vậy sao mất, nó nói 10 lần rồi có mất gì đâu, đúng à. Con Năm nè đó thấy không, đó có mất gì đâu, tào lao đó nữa đâu mà mất quá dữ con Năm ơi. Vàng vòng một cái có vàng mất hoài vàng đổ một hộp phải không, đừng quay bả đi, đừng quay bả, đừng quay bả, đừng người vậy thôi đừng quay. Vàng làm như cái gì vậy mắt? Mắt già mắt. Lớn tuổi rồi nói chuyện con cũng cho nó tế nhị chút xíu đi. Trời ơi lên sầm trời đất. Bởi... Thôi phan điện. Thôi điện làm gì vậy? Điện đá. Phan từ từ. Từ từ. Sao mà mất nguyên do lý do mất chỗ nào mất sao? Phải tìm hiểu. Chưa gì kêu. Giờ mất vàng đi Bình Dương làm như hình khố vậy, đứng dậy cái mắt đồ, đứng dậy mắt đồ. Ai gì đó sáng em vô quay nó video độc quyền cho quay gì đó, tá lả hết trơn. Ai vậy? Ai? Con đây nè, con trong đây nè, để lát thả cho nghe. Rồi đưa để hầu nó tính. Rồi ok vậy nha. Cô Năm mà. Cô Năm nào uống sữa đông lạnh nha. Để lấy sữa đông lạnh nha. Xin chào các bạn chị nha. Nãy giờ thì video của em cũng đã dài rồi, em xin kết thúc video đây. Có những thông tin nào mới em sẽ cập nhật gửi đến các bạn chị em cùng xem nha. Chúc bạn chị một ngày mới thật vui vẻ và an lành ạ. Bên phe sáu bào gì từ lưa đó. Đồ không mất dạy không? Đồ mất dạy. Mà lúc đó cô đang ngồi cô đổ kho ba 100 tô bún chai đó. Cô đâu có đi theo ra làm gì. Nó muốn nói gì nói sao. Bởi gì ra nói mình là bên phe bà sáu bào. Trời ơi tôi sẵn sao. Ở trên mạng ai cũng biết tôi là ở đây có đời nào tôi nhắc tới chuyện đó đâu. Thầy hả? Bữa đó tôi nói vụ bà sư cô với giọng gãy đó. Chạy mình ở nhà. Rồi rồi. Là anh cũng bức xúc cái chuyện bà sư cô giọng gậy luôn á, anh nói trên clip của em phải không? Cái clip của lên bữa đó là đăng ký đủ luôn. Bữa nay đủ gần đâu 170 giờ. Quá. Tự nhiên nói tao rồi, tao nói tao. Đi mà. Cái anh đó anh chạy ra ngoài. Cái xong mà anh nói là phe của cụ Sáu gậy vô. Chữ quá trời chữ. Chữ em quay chút xíu thôi, cần phút mấy.